đoán xem củ gừng màu xanh này có thể chiết xuất ra màu gì. Hôm nay, hãy biến rổ bột giấy màu xanh vô dụng này thành đồ uống sơn dầu. Tôi cá là màu sắc được chiết xuất từ bột màu xanh này. Là thứ mà bạn không thể ngờ tới. Đầu tiên gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ. Lấy một nắm bột xanh và máy nghiền ép nước. Màu sắc này đã trải qua 4 lần thay đổi. Có thể nhìn thấy tiếp xúc lâu với không khí. Màu xanh dần dần chuyển sang màu xanh lá cây. Những bã thờ này đừng vứt đi, lát nữa sẽ dùng đến mở để lấy nước ép. Màu xanh lá cây rất đẹp, nhưng đó không phải là màu cuối cùng. Tiếp theo, chúng ta cần phải đun sôi sắc tố trong bột màu xanh và tráng men cho nó. Sau đó siết chặt bỏ vào túi, cho vào nồi đậy nắp lại đun chậm 29 phút. Sau khi đun sôi các sắc tố kết hợp ép lại với nhau, lọc đôi với lưới lọc và vài lọc có thể lọc cặn tốt hơn. Đừng nói là nó đẹp quá. Lấy một hòn đá xanh, đập nhẹ nhàng sau khi cho thêm nước vào. Mài nó thành một dung dịch màu xanh, đổ nó vào nước màu để xem sự thay đổi. Sau đó đổ chất lỏng canxi hydroxide và trộn đều. Tạm thời nó có màu nâu xanh, khi khuấy mạnh hơn lúc này nó có màu nâu tím. Sau khi sắc tố lắng xuống đổ phần nước ở tầng trên. Đặt một cái phễu, một mảnh giấy lọc kết nối ống rút đổ bột màu kết tủa. Đây chưa phải là màu cuối cùng, bắt đầu lọc tự động, bóp tay cầm 99 lần và rũ bỏ bùn màu. Tháo giấy lọc đưa vào lò sấy 69 độ 59 phút để sấy khô. Trong khi chờ đợi khăn lụa không nhuộm, sau khi lau khô bỏ vào nước nhuộm, nhuộm 59 phút để làm cho nó đầy đủ màu sắc. Sau đó đổ thuốc nhuộm không màu trong suốt 59 phút, rồi vớt khăn lụa ra, cho vào thuốc nhuộm lật đều, chờ 29 phút để lấy ra, nắm chặt nhìn vào trong nước không phai màu. Rửa sạch rồi phơi khô, thêm một màu nữa tạm thời không có màu. Cho bột màu khô vào sóng muối, nhẹ nhàng nghiền thành bột màu tím xám sau khi sấy khô. Bạn thích màu xám tím không? Là một lỗ nhỏ đổ dầu lanh vào trộn đều. Nó đang bắt đầu tối dần, bắt đầu nghiền bột màu. Nghiền trong 19 phút, lúc này có thể thấy sắc tố có cảm giác hạt rõ rệt. Hơi thô ráp theo tốc độ mài đều đặn không ngừng. Màu sắc càng ngày càng tốt hơn, thêm chất kết dính pigment. Các bạn có đoán đúng màu này không? Có thể thấy màu sắc ngày càng mỏng, cuối cùng làm được màu sắc truyền thống Trung Quốc. Vậy thì màu sắc này có phải màu bạn thích không? Trộn màu lại với nhau, một lượng nhỏ bột màu làm đầy nhiều lần, cộc vậy lần này cho ít màu đi thử. Màu trắng độ bão hòa sắc tố cao có thể được nhìn thấy. Sau khi trộn với màu trắng, nửa trong xuất hiện ra màu tím khói của lư hương mềm mại. Bạn đã học được cách chiết xuất màu từ gừng xanh chưa? Có phải rất đơn giản không? Bạn có biết vải có thể chiết xuất màu gì không? Hôm nay dùng giỏ vải này làm màu nhé. Lần này dùng vải chiết xuất ra hai màu. Bạn có biết đó là hai màu gì không? Màu sắc chiết xuất vải được sử dụng chính là vỏ ngoài. Sau khi loại bỏ phần thịt, đây là những nguyên liệu cần thiết. Sau khi rửa sạch rồi đổ hết vào nồi đun sôi. Sắc tố của vỏ vải bắt đầu được giải phóng ở nhiệt độ nước khoảng 79 đến 89 độ. Đun sôi chậm 59 phút để phân bố sắc tố. Lúc này màu nước dùng là màu cam đỏ. Đợi nguội rồi để qua một đêm màu sắc sẽ đậm đà hơn. Mở ra xem xét, sau đó vớt vỏ vải đã phai màu ra. Lọc nước màu qua lưới lọc. Chú ý phải chọn vỏ vải màu tươi đậm đà để làm. Màu sắc đậm đà tinh khiết và sáng bóng. Thuốc nhuộm màu cũng có rất nhiều loại ở đây. Sau khi nghiền bằng hai chất cố định, nước đun sôi 29 độ được kết hợp với dung dịch. Đổ dung dịch phèn và dung dịch phèn xanh vào hai chén sắc tố. Sau đó đổ dung dịch canxi hydroxide vào để xem sự thay đổi. Khuấy đều màu sắc vẫn đang hấp thụ. Đây chưa phải là màu cuối cùng. Màu sắc dần trở nên đậm đà. Để qua một đêm màu sẽ tối dần. Đổ phần nước bên trên đi. Chuẩn bị hai mảnh giấy lọc vào phễu. Để hai phần riêng biệt từ từ nhỏ giọt qua đêm. Nhìn lớp màu này xem, có phải đã trở nên đậm hơn rồi không? Phơi nắng để bột màu khô lại. Trong thời gian đó nhúng khăn lụa rồi vắt khô nước. Bỏ vào nước nhuộm 59 phút, tất nhiên màu chính sẽ tốt hơn. Thêm một cốc dung dịch exit lấy ra. Sau 59 phút ngâm trong thuốc nhuộm 29 phút, lấy ra và cho vào nước sạch. Cái này rửa sạch phơi khô cũng NDT không lắm. Đã nhuộm nhiều như vậy rồi vẫn không có màu nào đậm. Đem bột màu khô phân biệt đổ vào sóng muối. Nhẹ nhàng nghiền thành bột, đóng vào chai đào lỗ cho dầu lanh vào. Sau khi trộn đều bắt đầu, nghiền một cổ vải cũng là bảo bối. Khi cổ vải múa tươi ngon và ngọt ngào, vỏ không chỉ có thể làm màu, mà còn có thể nhuộm vải, hoặc một trong những vật liệu được sử dụng để làm hương. Sau khi ăn xong vỏ vải cũng không nên tùy ý vứt đi. Nó có thể làm được nhiều thứ. Sau khi trộn màu xong, một lượng nhỏ bột màu làm đầy nhiều lần, cộc bỏ một chút màu trắng. Độ bão hòa màu cao có thể được nhìn thấy. Sau khi trộn với màu trắng, màu nhạt dần chuyển thành màu cam sữa. Cất bột màu đi làm bột màu bằng vỏ vải. Bạn đã học được chưa? Có phải rất đơn giản không?